Hôm nay dự báo mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn hẳn ở tại các khu vực tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đấy ạ. À. Đó là do gió mùa tây nam yếu tố gây mưa hoạt động mạnh lên. Mưa có thể tới sớm hơn từ khoảng 14 giờ và xuất hiện trên diện rộng hơn. Dự báo là trong cơn giông có thể đi kèm với các hiện tượng cực đoan như là gió giật hay là lốc xét gây nguy hiểm. Còn trước khi chuyển mưa, dự báo từ giờ cho đến trưa hầu khắp toàn khu vực miền Tây Nam Bộ vẫn sẽ có những khoảng hứng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Châu Đốc. Cao Lãnh, Tân An, Cần Thơ hay là Cà Mau phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C, khá nóng vào buổi trưa. Buổi sáng cuối tuần nắng ráo tại Cao Lãnh Đồng Tháp thì quý vị có thể lên kế hoạch đến với lễ hội sen lần thứ hai năm 2024 cũng như hoạt động như là tham quan không gian trưng bày sen quốc tế dòng sông sen Du lịch trải nghiệm sen thì phố ẩm thực sen là một trong những hoạt động rất là hấp dẫn tại thành phố Cao Lãnh. Với 25 gian hàng phố ẩm thực có nhiều món truyền thống, bánh dân gian, rau câu hay là sữa chua làm từ các thành phần của sen. Đối với thời tiết tại thành phố đảo Phú Quốc trong hôm nay, dự báo trời vẫn nắng mạnh và khá nóng với mức nhiệt cao nhất lên đến 32 độ C. Lưu ý về chiều tối trời sẽ có mưa dông. Về đêm, mức nhiệt hạ xuống còn 27 độ C. Chuyển sang dự báo thời tiết biển, khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, dự báo hôm nay trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4. Còn vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, dự báo trời có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa dưới 10 km. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật và lốc xoáy gây nguy hiểm.